trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SET. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có chương trình đặc biệt nói một số chuyện liên quan đến vụ bãi nhiệm ở thành phố Westminster ở vùng Liêu Sài Gòn. Chúng ta biết hiện nay là 5 vị dân cử ở đó, thì có một nhóm 3 vị dân cử bị một nhóm như là gọi là Westminster United gọi là recall, gọi là bãi nhiệm, gồm có thị trưởng Tài Chính, phó thị trưởng Kim Ly Hồ và nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Một nhóm khác thì đòi bãi nhiệm 2 nghị viên còn lại, đó là nghị viên Tài Đỗ và nghị viên Sergio Contreras. Và hôm nay chúng tôi có 3 vị khách. Thứ nhất là nghị viên Tài Đỗ, là một trong những người bị cái nhóm kia đòi coi như là bãi nhiệm. Thứ hai là có ông Phát Bùi, là nghị viên của Ganro, nhưng mà ông đồng thời cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California. Và người thứ ba là luật sư Đỗ Phủ. Cả ba người này đều ủng hộ bãi nhiệm 3 vị dân cử mà của Westminster, chứ không, đương nhiên là ông Tài Đỗ không ủng hộ bãi nhiệm ông rồi, nhưng mà người ta có quyền bãi nhiệm ông. Xin chào tất cả 3 vị. Dạ, xin kính chào anh Đỗ Dũng, chào tất cả các xin chào ba anh, và tôi cũng xin bổ túc thêm là tôi cũng bị cái nhóm mà nó đòi bãi nhiệm ông Tài Đỗ ở bên Westminster, cũng cái nhóm đó chạy qua đang muốn đòi bãi nhiệm tôi ở bên Garden Grove. Mình sẽ nói ở dịp khác, giờ mình nói Westminster only á. Ok. Xin Đỗ Phủ, chào Đỗ Phủ. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào vâng. Anh Dũng. Bây giờ trong 3 người này đó, xin đầu tiên anh ông Tài Đỗ cho biết vì sao ông ủng hộ bãi nhiệm 3 đồng viện của ông. Sau khi mà làm việc với cái nhóm đại đa số của Hội đồng nghị viện thành phố khoảng 6 tới 7 tháng, thì những cái cách mà họ đối xử với lại họ cư xử trong cái Hội đồng nghị viện thành phố đó, họ làm cho người cư dân rất là bất mãn. Và tại vì những người cư dân trong thành phố rồi họ liên kết với nhau để mà bãi nhiệm, không phải là chỉ người Mỹ trắng thôi, Mỹ trắng, người Mỹ và người Việt là hợp tác với nhau, gọi cái nhóm gọi là Westminster United, để mà tiến hành cái cuộc bãi nhiệm của 3 người đại đa số của Hội đồng nghị viện thành phố này. Thì tôi cảm thấy là tôi rất là đồng ý với những cái quyết định của bãi nhiệm của những người cư dân, và tôi chính thức ủng hộ nhóm Westminster United để mà tiến hành cái xin chữ ký để bãi nhiệm 3 người này. Ông Phát Bùi, ông là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California, bao gồm cả vùng Rio Sài Gòn. Trong vai trò của ông, đúng ra là phải, theo như nhiều người nói, là phải làm sao cho đoàn kết, hài hòa cộng đồng, không có quánh nhau trong mặt kép. Nhưng mà tại sao lại ủng hộ cái chuyện này? Có một số người bảo như vậy là gây chia rẽ cộng đồng, ông nghĩ sao? Tôi không nghĩ là chia rẽ, nhưng mà quan trọng hơn hết, thưa quý vị, là một người tị nạn cộng sản, hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình, vượt biển để mà đi tìm chữ tự do và muốn có một cái đời sống, có ở một cái nơi chốn mà tôn trọng tự do và nhân quyền. Tôi không thể nào mà tưởng tượng được rằng là ở Hoa Kỳ này, mà ngay trước mắt tôi, trong cộng đồng của tôi, lại có những dân cử Việt Nam, nói cụ thể ở thành phố Westminster, 3 người là thị trưởng Tạ Đức Chí, Charlie Nguyễn Mạnh Chí và cô Kimberly Hồ, lại toa dập với nhau tìm cách khống chế cộng đồng cử, không những là cử tri thành phố, cư dân thành phố Westminster, mà còn khống chế cả mọi người trong cộng đồng này. Tôi không thể nào chấp nhận được cái sự việc như vậy. Việc thứ hai là tôi không thể nào mà tôi tưởng tượng được rằng những người dân cử Việt Nam của chúng ta đã làm việc nhiều, cư dân thành phố đã lên đến gần 60%. Vậy mà chúng ta quên đi vào năm 75 cho đến năm 80. Chúng ta luôn luôn uất ức là bởi vì bị người Mỹ trắng kỳ thị chúng ta. Lúc đó Mỹ trắng họ đông và họ không hiểu cái văn hóa chúng ta, họ ủng hộ chúng ta. Gần đây chúng ta đông hơn. Những người Mỹ trắng họ đã rất nhiều người, họ ủng hộ chúng ta, họ bỏ phiếu chúng ta, như là bà Marjorie Rice, cựu thị trưởng thành phố Westminster, ủng hộ cho ông Chí Tạ nhiều lần liên tiếp. Vậy mà bây giờ chúng ta lại quay ngược lại, chúng ta kỳ thị chính họ. Đối với tôi, cái chuyện gì mình không muốn người ta làm hại đến mình, người ta không muốn người ta chơi xấu mình đừng có làm hại và chơi xấu người ta. Bây giờ mình lại quay lại, mình kỳ thị người Mỹ trắng. Tôi không thể nào chấp nhận cái chuyện bị ổi như vậy nó xảy ra trong cộng đồng. Vì vậy mà tôi phải lên tiếng, tôi ủng hộ cái việc recall. Nhưng tôi xin nhắc lại, tôi ủng hộ chuyện recall là một chuyện, tôi không can dự vào cái việc vận động recall, là bởi vì đó không là sao, cái việc của cử tri thành phố. Tôi chưa hỏi tới cái chuyện can dự, anh can dự không là chuyện đó tính sau. Mình nói cái chuyện ủng hộ thôi. Và tôi xin nói cho quý vị khán giả SCT biết là trước cuộc phỏng vấn này, chúng tôi có gửi thư cho cả 3 vị thị trưởng tới chí, phó thị trưởng Kim Ly Hồ và nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí mời lên chương trình này để cho là có tiếng nói của họ, nhưng họ không trả lời chúng tôi. Chỉ có nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí sau đó trả lời đồng ý lên, với điều kiện lên với luật sư của ông, thì chúng tôi không chịu. Nhưng mà sau đó chúng tôi đồng ý để cho luật sư của ông lên ngồi với ông luôn, nhưng cho đến giờ phút này thì ông chưa trả lời.
Thành ra chúng tôi đành phải mời những vị này, nhưng chúng tôi vẫn để ngỏ cơ hội đó. Trong những ngày tới, cả ba vị này mà cần lên thì chúng tôi sẵn sàng. Thưa luật sư Đỗ Phủ, ông có dính dáng với Westminster sao ông ủng hộ bãi nhiệm bang này thưa ông? Nói là dính dáng với Westminster, tôi đã từng ở thành phố Westminster. Đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ nhì nữa là mình có một số bất động sản ở Westminster, mình đầu tư ở Westminster, có cơ sở thương mại Westminster. Cho nên những cái chuyện mà nói mà không dính dáng thì không đúng. Nhưng mà tôi không được quyền bầu, tại vì mình chỉ có làm thương mại ở đó thôi. Nhưng mà đúng ra đó, nếu mà nghĩ về cái vị trí của mình là một người làm thương mại thì không nên ủng hộ hoặc là không ủng hộ. Tại vì quyền lợi thương mại của mình là chính. Tại vì mình cần có cái mối liên lạc rất tốt với những người nghị viên thành phố. Đúng là không nên làm gì cả. Nếu mình nghĩ mình là một người thương gia. Nhưng mà trong cái chuyện này thì tôi thấy là tôi lại nghĩ với đầu người luật sư. Là mình nghĩ tới cái gì nó đúng thì mình nói đúng. Cái gì nó sai, mình nói sai. Đây là trách nhiệm của một người dân thôi. Và nếu mình cảm thấy là những người dân cử đại diện cho những người cư dân trong thành phố mà không chu toàn cái nhiệm vụ của họ, họ có tính cách băng đảng, hoặc họ làm những cái công việc mà không có lợi cho trong cư dân, hoặc đưa ra những cái lời lẽ mà phân hóa cộng đồng. Tôi nói đây là cộng đồng của tất cả cư dân, người da trắng, người Mẽ, người gốc Việt. Chúng ta sống rất là hài hòa. Thì tôi thấy cái trách nhiệm của mình là một người gốc Việt, mình không muốn mang tiếng xấu. Cho nên nếu mà mình không nên để một con sâu làm dầu nồi canh, tức là mình không nên để những cái người mà làm xấu mặt cho cộng đồng mình tiếp tục cầm quyền. Tại vì như vậy đó, nó sẽ đẻ ra một cái hệ quả là những người sau này họ lên, không sao, tôi làm xấu chứ không sao đâu, rồi người ta bỏ qua thôi. Chúng ta nhắc nhở là nếu quý vị là những người dân cử, quý vị được người dân bầu, thì quý vị phải có trách nhiệm, lúc nào cũng có trách nhiệm với người dân của mình. Chứ không phải đợi tới hết nhiệm kỳ rồi mình lại dùng cái quyền lực của mình là mình lại vận động kỳ tới nữa mà coi như chuyện này không sao. Nhân luật sư Đỗ Phủ nói là ông là luật sư, theo cái đầu óc luật sư, trong cái vụ bãi nhiệm này có một nhân vật đứng ở ngoài ủng hộ tài chánh mặc dù không có liên quan, đó là ông Hoàng Kiều. Thì tôi nghe người ta đồn thôi, ông là luật sư đại diện cho ông Hoàng Kiều trong vụ này có đúng hay không? Tôi muốn trên chương trình này ông nói cho rõ. Ông Hoàng Kiều, ông là một người tôi quen. Ông Hoàng Kiều có nhờ tôi điều nghiên một số hồ sơ về những nhân vật đã thiếu nợ ông Hoàng Kiều. Tôi không muốn nói tên này tại vì tôi không muốn làm xấu mặt những người đó. Những người đó đã từng là cộng tác viên với ông Hoàng Kiều và có những cái vấn đề hồ sơ về vấn đề thiếu nợ, ông Hoàng Kiều có đưa chúng tôi điều nghiên. Cái chuyện trả lời, cái chuyện mà nhận hồ sơ đó không, chúng tôi chưa trả lời. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng tôi không phải là luật sư của ông Hoàng Kiều. Và cũng không có đại diện cho campaign của Hoàng Kiều, mà theo tôi được biết là Hoàng Kiều hình như là có một cái thông báo nào đó, vâng, ông có luật sư đại diện mà. Có luật sư đại diện, tôi nghĩ là ban kỹ thuật có thể cho coi cái thư đó của ông Hoàng Kiều, ông gửi ra đây. Là ông cho biết là ông đã có luật sư khác. Như vậy là ông khẳng định là ông không phải luật sư đại diện. Tôi không phải luật sư đại diện ông Hoàng Kiều. Trong cái chuyện này, rồi lát chúng tôi sẽ trở lại cái đó. Thưa nghị viên Tài Đỗ, người ta nói rằng là ông mới vô trong thành phố, có một số người nó từ ngày ông vô nó đủ thứ chuyện hết. Rồi bây giờ nó dẫn đến cái chuyện bãi nhiệm, dù không nói mà có vẻ như hàm ý là vì cái ông này mà bây giờ nó ra cái chuyện bãi nhiệm như thế. Ông nghĩ sao về chuyện này? Tức là chính ông là con sâu làm rầu nồi canh, người ta nói như thế. Ông nghĩ sao? Nếu mà họ nghĩ như vậy thì tôi cũng nghĩ nó cũng không có sai. Tại vì tôi là cái người lần đầu tiên trong cái lịch sử của Hội đồng nghị viên thành phố dám vô nói những cái gì cần phải nói, muốn đề nghị những cái sửa, những cái cải tiến trong cái cách làm việc của Hội đồng nghị viên thành phố. Để mà tại vì cái lý do tại tôi ra tranh cử là tôi đã đọc được cái bản cáo trạng để bị thưa thành phố của ông cựu trưởng ty cảnh sát của Westminster, ông Kevin Baker. Tôi đọc cái 14 trang đó, tôi biết, tôi hiểu cái vấn đề cần phải sửa như thế nào. Cho nên tôi hứa với cử tri là tôi khi mà tôi thắng cử đó, tôi sẽ làm rõ ràng minh bạch và sửa đổi thành Hội đồng nghị viên thành phố. Và tôi làm đúng như vậy khi mà tôi nhậm chức nghị viên vô trong thành phố làm việc. Ngay cái buổi họp đầu tiên tôi đưa ra cái nghị trình là nhiệm kỳ, giới hạn nhiệm kỳ với lại giới hạn cái tiền gây quỹ chính trị ngay lập tức. Và lúc nào tôi cũng đề nghị những gì để mà đưa ra cái rõ ràng minh bạch cho thành phố hết á. Tại vì sao? Tại vì tôi muốn cư dân ủng hộ thành phố. Mà muốn cư dân ủng hộ thành phố là mình phải rõ ràng minh bạch cho người ta. Không có thể nào làm mà những cái gì mà người ta có thể nghi ngờ mình á, tất cả mọi thứ phải rõ ràng, phải để lên trên bàn cho mọi người thấy. Thì lúc đó cư dân người ta mới tin tưởng mình, người ta mới ủng hộ mình, mới đưa cái thành phố lên được. Vâng, và xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.
cảm ơn quý vị bên dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình phỏng vấn ba vị nghị viên tài đỗ của thành phố Westminster, nghị viên phát bùi của thành phố Garro, đồng thời cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California, và luật sư Đỗ Phủ, liên quan đến đề tài bãi nhiệm ở thành phố Westminster mà cả năm vị đều bãi nhiệm. Hồi nãy hỏi ông tài đỗ, bây giờ tiếp tục chương trình. Ông Phát Bùi nãy có nói đến cái mặc dù nó không liên quan gì, mà ông có nói cái chuyện là người ta cũng đang đòi bãi nhiệm ông ở bên Garro, mà ông lại chủ tịch cộng đồng, mà ông lại ủng hộ cái chuyện mà gọi là bãi nhiệm ba cái vị dân cử kia. Có phải chăng đây là một cái sức ép để gây với ông, để ông giảm bớt cái sự gọi là ủng hộ mà bãi nhiệm ba vị kia không? Và ông liệu ông có gọi là ông gác kiếm không? Rồi thôi chết rồi, tôi bị bãi nhiệm bên này thôi, tôi ngưng cái vụ kia. Ông có đầu hàng không? Không anh, bởi vì đối với tôi, mình phải sống thẳng làm người, chính trực. Cái gì tôi thấy bất công thì tôi phải lên tiếng, tôi tranh đấu cho cái sự bất công đó. Và cũng chính vì vậy mà tôi phải lên tiếng. Thưa quý vị, tôi không có muốn phiền hà đâu, không ai muốn phiền hà. Mình lên tiếng phê bình người nào thì ít ra cái nhóm của người đó họ sẽ ghét mình, mình thêm thù và mình bớt bạn đi. Không có lợi gì cho tôi cả, nhất là cái người chính trị cần lá phiếu. Nhưng mà cái việc này tôi không thể đứng ở bên ngoài lề được, bởi vì đối với tôi, đây là cái sự việc quan trọng cho tương lai con em của chúng ta sau này, và cho tương lai cộng đồng của chúng ta. Và cái hệ quả của cái việc phe đảng của ông Chí Tả cũng như là hai nghị viên kia, nó đã gây cho thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng của chúng ta nhiều cái hậu quả nó còn trầm trọng. Và một trong những hậu quả đó đang sắp sửa xảy ra, nhưng chương trình ngày hôm nay chúng tôi không được phép nói đến. Vài ngày nữa quý vị sẽ biết đến, nghe nói đến cái hậu quả đó đối với thành phố Westminster. Luật sư Đỗ Phủ, có nhiều người nói rằng là ông Hoàng Kiều là cái người mà tôi hỏi ông David Johnson, ông bảo là ông không liên quan tới ông đó, mà ông Hoàng Kiều lại là người bên ngoài thành phố ủng hộ tiền cho cuộc bãi nhiệm này. Có một số người ta bảo là ủa, ông này không ở trong thành phố Westminster, sao ông làm cái chuyện này như vậy, nó không có hay. Về mặt luật pháp ở Mỹ thì có cấm những cái người bên ngoài thành phố mà ủng hộ tiền cho một cái mà người ta tin là đúng, không mình chưa khoan nó đúng sai. Tôi nói ví dụ, tôi thấy có những người ở tiểu bang khác ví dụ, ủng hộ tiền cho ứng cử viên ở tiểu bang này vân vân. Về mặt luật pháp thì thưa luật sư Đỗ Phủ, chuyện này có sai trái gì trong cái chuyện đó không, anh ông có thể giải thích được không? Việc về vấn đề mà ủng hộ trong một người ngoài thành phố ủng hộ cho một cái chiến dịch nào đó hoặc ứng cử viên nào đó là hoàn toàn không có gì sai trái cả. Và chuyện đó người ta hoàn toàn có quyền làm. Cái động cơ nào thúc đẩy ông Hoàng Kiều làm đó thì tôi không có rõ. Nhưng mà ông ta hoàn toàn là một người dân, ông ta có quyền thấy chuyện chướng tai gai mắt, chuyện ông ta không đồng ý đi nữa. Ông ta có quyền phát biểu và ông ta có quyền làm những cái campaign hoặc là những cái cuộc để ông vận động những chuyện đó và khởi xướng chuyện đó nữa. Và ông có thể trả tiền, những chuyện đó là chuyện tùy ý của ông ta. Giống như tôi có thể đóng góp cho quỹ Westminster Press nếu tôi thấy họ cùng chí hướng với mình. Trong trường hợp mà để cho cái tổ chức đó họ đóng record, hoặc nếu mà có cái tổ chức nào mà tôi không thích anh tài đỗ, tôi có quyền đóng tiền vô cái tổ chức đó để ủng hộ họ bãi nhiệm anh tài đỗ với lại anh phải phát bùi nếu tôi thấy chuyện đó tôi không đồng ý. Cho nên chuyện đó chuyện hoàn toàn hợp pháp và bất kỳ người nào cũng có quyền làm cả. Trong trường hợp này là ba vị, ông Tạ Đức Chí, ông Jacqueline Nguyễn Mạnh Chí, như cô Kimberly Hồ, là những người đang bị cái chiến dịch có nhiều người họ ủng hộ trong vấn đề tài chính để ủng hộ cái chuyện bãi nhiệm đó. Đó là quan điểm người ta và người ta hoàn toàn hợp pháp được làm quyền chuyện đó. Giống như bây giờ tôi chống phá thai, mà tôi thấy một ứng cử viên ở tiểu bang khác ủng hộ phá thai, tôi có quyền gửi tiền cho cái ứng cử viên mà chống phá thai, nó đúng đi đúng quan điểm của tôi. Đúng, có đúng không? Đi đường ngoài và đúng, anh ủng hộ phá thai, anh chống phá thai, anh đều có quyền. Tức là tôi có quyền gửi tiền cho một ứng cử viên chống phá thai, mà nếu ứng cử viên nó ra ứng cử với một ứng cử viên ủng hộ phá thai, đúng rồi, tôi không ở trong cái địa hạt đó. Đúng, anh có quyền anh đóng tiền, đó là chuyện hoàn toàn. Nó giống như là cách đây không lâu ông Tạ Đức Chí qua bên Philadelphia để mà gây quỹ, ông tổ chức buổi tiệc cái quỹ đó và họ cũng đóng góp tiền cho ông, mặc dù là ông chẳng có dính dáng gì đến cái chuyện ở bên Philadelphia cả. Ok, trở lại với nghị viên tài đỗ. Khi mà ông vô trong hội đồng thành phố, như hồi nãy ông trình bày là khi ông ra tranh cử, ông muốn có những cái gọi là nó công khai, và ông dựa trên những cái quá khứ của thành phố Westminster qua cái chuyện ông cựu cảnh sát trưởng Kevin Baker tố cáo là tham nhũng trong 14 trang đó mà ông đang có đọc. Sau đó thành phố bảo là không có tham nhũng, nhưng mà chúng tôi dàn xếp và đền nửa triệu đô la, đúng không? Và sau đó đền thêm cho cái báo mạng của Voice OC 120.000 đô la, nó vì không có đưa cái hồ sơ đó, cuối cùng phải đưa ra. Thì mà khi ông vô biết những cái chuyện này như vậy á, mà ông chỉ là một cái người gọi là thiểu số, phải không? Ông đưa những cái chuyện này ra
rồi trong hội đồng thành phố bảo là ông lợi dụng cái diễn đàn thành phố để ông đưa ra nói những chuyện vớ vẩn, cho nên họ mới có cái cuộc bỏ phiếu là 3 phiếu gọi là không cho ông, không gọi là bảo ông gọi là bịt miệng đó, nhớ cái vụ đâu đó, đó 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 đó. Bây giờ một số người ta bảo là ừ ông này ông lợi dụng cái chuyện đó để mà ông gọi là, theo tôi nhớ phó thị trưởng Kim Lee Hồ nói là grandstanding, tức là để khoe khoang mình cho cử tri biết là vận động tranh cử. Rồi ông dẫn, rồi đó cũng là một trong những lý do mà người ta bảo là ba người này làm khó ông và họ bị bãi nhiệm. Bây giờ họ cũng phần nào đó nói là đổ thừa cho ông. Tôi thấy ông tạo ký lên một số con trên không thông khác và họ nói là từ ngày ông tài đổ thì vô quậy thành phố này vì nó xảy ra chuyện này. Ông nghĩ sao về chuyện đó? Xưa anh Đỗ Dũng, cái chuyện mà đấu tranh để mà bảo vệ cho những người cư dân đó, đối với tôi nó không có lạ gì hết á. Tôi đã làm cảnh sát hơn 24 năm rồi, tôi làm ngoài đường hơn 2 thập niên rồi. Tôi sẵn sàng xả thân ra để bảo vệ cho cư dân. Còn cái chuyện mà như trong là một cái người dân cử trong thành phố Westminster đứng lên để mà lên tiếng này bảo cho cư dân, nó không có gì mà khó khăn đối với tôi. Nó thật sự nó an toàn hơn là cái chuyện đi làm cảnh sát nữa. Tại không ai mà đánh đấm bắn giết gì mình hết ở trong cái hội đồng nghị viên thành phố. Với lại trong cái diễn đàn của hội đồng nghị viên thành phố, tôi được luật pháp bảo vệ. Tôi không bao giờ mà đi ra ngoài trong những cái mà truyền thông báo chí người Việt mà tấn công ai hết á. Tại khi mà tôi làm như vậy không ai bảo vệ cho tôi hết. Trong những cái bữa họp đó là cái diễn đàn và luật pháp bảo vệ tôi, cho phép tôi lên tiếng để mà tranh đấu cho người cư dân. Tôi làm những gì người cư dân muốn tôi làm, muốn tôi nói. Thì nếu mà họ nói như vậy á, tranh đấu cho cái quyền dân chủ cho những người cư dân đã bầu cho mình á, mà là chống phá hay là bôi nhọ nhau, cái điều đó là hoàn toàn không có đúng sự thật. Mà đó là cái excuse, cái đầu cái ông Phát Bùi, ông là nghị viên bên Ganro, tôi biết Ganro cũng có cái luật đại khái như vậy, nhưng mà nó ít hơn, như có 2 người thôi, chỉ cần ông đề nghị và có một người second là được đưa ra, đúng không? Không phải, nó không hẳn đúng như vậy. Luật ở bên cạnh Ganro đó là nếu tôi muốn đưa ra cái gì mà cần phải có bỏ phiếu, thì tôi mới cần phải có đa số để mà đưa vào đà, bỏ vào trên đà, vào trên đà. Có cần ai không? Để mà nếu mà vì phải bỏ phiếu đó. Chấp thuận hay không chấp thuận, khi mà bàn cãi đó thì lúc đó mới phải có đa số đồng ý. Tôi hiểu, bây giờ tôi đang còn nói bỏ vào trên đà đó. Còn nếu mà bỏ vào trên đà không, tôi chẳng cần đến người thứ hai. Một mình tôi muốn bỏ vô, tôi chỉ cần thông báo cho cái người thư ký của thành phố trước đó 36 tiếng là tôi muốn bỏ vào trong nghị trình. Là được, tôi chẳng cần phải có sự đồng ý của bất cứ ai. Bây giờ giả sử nay mai bên Ganro nói ông Phát Bùi, ông đưa mấy này vô linh tinh quá, ông lợi dụng. Bây giờ chúng tôi phải ra một cái luật để ngăn chặn ông cái chuyện đó. Nhưng mà khi ngăn chặn như vậy thì ông Phát Bùi lại nói ôi như vậy là anh bịt miệng tôi, bởi vì tôi được cử tri bầu lên mà bây giờ anh không cho tôi nói. Thì bây giờ bên ba cái người này ở Westminster họ bảo là tôi cũng cân nhắc trong chuyện đó. Một đằng là bị mang tiếng bịt miệng anh, nhưng mà nếu không bịt miệng anh thì anh lợi dụng cái chuyện đó nên chúng tôi phải làm này. Thì ông nghĩ như thế nào về cái chuyện đó? Thưa quý vị, chúng ta đang sống ở cái xứ Hoa Kỳ, không phải cái xứ độc tài độc đảng như Việt Nam. Mà ngay cả cho thằng Việt Cộng ở trong nước, nó còn phải trong quốc hội, nó còn phải cho những cái người đại biểu nó trong quốc hội được quyền lên tiếng. Đằng này mình còn làm tệ hơn thằng Việt Cộng trong nước mà mình cứ đòi lên tiếng tranh đấu cho tự do và cho nhân quyền là làm sao? Hội đồng thành phố, nghị viên thành phố cũng như thị trưởng là được người dân bầu lên để đại diện cho họ và để nói. Không thể nào mà nói là mấy anh nói chuyện linh tinh quá, tôi không muốn mất thì giờ. Quý vị đó phải mất thì giờ để mà phục vụ cho cư dân. Bởi vì chúng tôi bầu quý vị lên, quý vị đã tranh cử hứa hẹn đủ thứ. Thành ra quý vị không thể nào nói là nói chuyện linh tinh mất thì giờ được. Nhiều khi ở bên thành phố Cát Đô chúng tôi họp đến 2-3 giờ sáng cũng vẫn phải họp để nghe tất cả mọi ý kiến của mọi người dân thưa anh. Vâng, tôi thấy Westminster cũng họp cũng có khi tới 1 giờ sáng. Tôi đi trễ như vậy tại vì cư dân lên phát biểu mà chống lại những cái hành động cử chỉ của những người hội đồng nghị viên thành phố. Nhưng mà thưa anh Đỗ Dũng, tôi cũng nói cho anh biết là ở đây đó phải để cho người ta chống đối mình, phải cho người ta quyền tự do đó. Mà anh làm, nếu mà trong cái chính phủ mà anh làm những cái cách mà để mà quản lý lại để người ta không có quyền chống lại mình, nó có dễ làm vì hiến pháp và dễ bị người ta tiến hành cuộc bãi nhiệm cho mình lắm. Vâng. Câu hỏi cuối cùng là siêu đối phụ, chúng ta chỉ còn có 30 giây thôi. Nếu mà cuộc bãi nhiệm ba người này thành công thì thành phố đi về đâu? Có một số người bảo thôi chết rồi, thành phố Westminster sẽ tiêu, thành phố có nhiều người Việt Nam sẽ tiêu tùng ấy. Ông nghĩ sao về cái chuyện đó? Tôi nghĩ là không có tiêu tùng, nhưng mà để tôi bổ sung cái chuyện mà hai anh này vừa mới nói. Tại tôi thấy cái chuyện này nó
nó giống như là một cái ví dụ nữa, nó giống như mình là một cái băng đảng mình lên rồi đó. Vâng. Mình cứ tiếp tục mình bảo vệ người của mình không à, anh không theo băng của tôi đó, đừng có mang cái xấu ra bao giờ hết nhá, để chúng ta cái xấu mình giấu nhẹm đi không cho bà con biết. Cứ tiếp tục bầu, anh mà không vô cái đảng này á mà bầu giấu nhẹm cái chuyện xấu của mình đi á là tôi đá anh ra khỏi cái đảng này. Thì tôi thấy rõ ràng á là anh Tài Đỗ anh đang bị cái chuyện đó đó, tức là không đồng ý. Nhưng mà riêng cái chuyện thành phố về vấn đề mà đi về đâu á, thì nếu tôi nghĩ là nếu mà thành phố tiếp tục có những cái truyền thống mà có những cái người mà che giấu cho nhau đó, mà không có vạch ra những cái xấu cho người dân để họ phán quyết đó, thì tôi thấy là thành phố nó sẽ rất ở đèn tối đó, là tương lai rất ở đèn tối, xấu hơn nữa đó. Vâng, cảm ơn tất cả ba vị lên chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc chúng tôi không còn thời gian nữa, hy vọng sẽ có một điểm khác nói chuyện với ba vị này nữa. Và một lần nữa chúng tôi xin gửi lời mời đến thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kim Ly Hồ và nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Tôi sẵn sàng mời quý vị lên chương trình này. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.